Hello. Hello. Hôm nay đi đâu vậy? Hello. Hả? Calvin hôm nay đâu? Where are we going today? To my house. How about Nick and B? Where are we going today? To my house. Okay. Hôm nay lên nhà mẹ vợ. Phải nói là ba mẹ vợ chứ. Ok, bây giờ lên đường nha. Ok mọi người, bây giờ tới nhà ngoại rồi. Đây, nhà ngoại đây. Vợ mình đang đứng nè. Đến nhà ngoại cái là thấy khung cảnh cây cối đồ. Đẹp mắt không? Bông nè, đó vợ mình nè. Đó. Vợ mình thấy bông là coi như đến chụp hình selfie liền ha. Đây, bông hồng đây. Đó. Coi như là cũng lâu rồi không có quay cái vườn cây nhà bên ba mẹ vợ. Đây đằng trước nhà. Đó, và wow, mấy cây bông, cái này cây gì ta? Tím này nè. Cây tím đó ở Việt Nam nó kêu là cây gì? Rồi bông gì quên. Bông này trồng cái nó mùa đông á thì nó mấy cái lá này nè, nó sẽ khô và nó rớt xuống. Cái năm sau cái nó ra còn nhiều hơn nữa. Quá trời nè. Nhà mà bây giờ mình trồng lên tốt ghê ha. Nhà mình trồng được có một chậu bằng nhiêu đây à. Nó xíu này thôi. Tại mình trồng mình cũng không để ý nhiều. Đó, quá trời loại cây ha, bông hồng. Đây, cây này là cây thiên tế hay là dạng tế này đây. Đó. Chuyển nó qua cái thùng bự này giờ lên tốt đi không? Cây này được mười mấy năm hay mà. Đấy, 10 năm không? 10 năm hơn á. Đây, vào mấy cái con nè. Hôm bữa khúc mà mình giúp ba vợ mình dời mấy cái thùng này nè, cái cây này qua thùng bự này nha. Thì nó mình thấy được nhiều củ á, đó ba vợ mình thấy quá trời củ nè. Cho nên bây giờ chiếc nó ra từ cái cây nhỏ vậy nè. Thấy không? Đây. Nhà có 5 người con cho nên là chiếc được 5 cây đây. Để sau này cho mỗi đứa con mỗi người một cây. Nhưng mà bây giờ lại mình thấy lại có thêm một cây đây nữa nè. Đẻ thêm nữa. Đây sen đá cũng có luôn. Ồ, cây này á tiếng Việt đó, gọi sen đá. Là cây cây gì? Bách Nhật. Bách Nhật hả? Cúc Bách Nhật. Cúc. Giờ mình mới Google xong. Em nhớ cái tên mà em quên. Giờ tên mới khó lắm. Mới Google xong thấy cái tên này là tên cây gì? Nè, cây Bách Nhật. Bách Nhật hay còn gọi là cúc Bách Nhật cúc. Của Japanese á, cái cây này là của Nhật Bản. Của Nhật Bản. À, cây này giống một cây bông cúc của Nhật Bản vậy đó. Ừ. À, ok. Thì Việt Nam mình có cây cúc của Việt Nam, thì mà Nhật Bản có cây cúc của họ ha. Coi như là cũng giờ mình cũng rảnh ha. Nghe hỏi tên gì cái là đi lên bây giờ thì thời đại 4.0 mà lên mạng cái là có hết trơn. Mọi người thấy nè. Mấy năm nó nhiều lắm mà sao năm này nó hết quá. Năm này nó không có được mùa. Chắc tại bỏ qua cái mới này nè. Có thể là mình chuyển qua cái thùng này trong thời gian nó đang gì đó mình chuyển qua nhiều khi nó không được tốt. Cái bông giấy đó. Cái năm sau có thể nó sẽ tốt. Hai cây chanh. Đây, bên này cây nữa nè. Có một trái kẹp bưng chưa? Cây này chắc là trái này chắc làm giống quá. Trái này nó thấy nó khô luôn rồi nè, chắc làm giống quá. Ừ, nó khô luôn rồi, cứng luôn rồi nè. Bên Mỹ này trồng cũng khổ lắm nha. Mình trồng nhà mình á trồng mấy cây chanh nhỏ nhỏ để mình dùng lá đó mình ăn gọ ăn chứ mình ăn lẩu cái gì thôi chứ thật sự nói mà đi trồng cho nó ra trái á thôi ra chợ mua cho rồi. Này bông giấy nữa nè. Bông giấy quá trời luôn. Mà bông giấy ra bông đẹp quá ha. Ghê không? Bên này nữa. Chào ba. Khỏe không con? Dạ khỏe, ba khỏe em. Cảm ơn, khỏe. Bông bụt nữa nè. Quá trời ha, bông giấy nhà mình trồng đâu có lên bông đâu ha. Ở dưới mình nó mà trên đây trồng lên bông quá trời nè. Thật sự là cái tay không có không biết trồng nó vậy. Anh coi chút Việt Nam nó ra bơ ra bắp nè. Đây. Hồi nãy mình show cúc của
Nhật rồi, bây giờ là bây giờ mình sẽ quên cúc của Việt Nam này. Nó đang đụng, nó đang, cái này là gần đến Tết nha, đến Tết nó sẽ nở. Hai cây. Còn cái này cái gì? Cái dừa. Cái dừa kiển. Dừa kiển cũng được hai chậu, hình như là bữa cho đem về bữa, mà không có làm gì. Ba mẹ vợ mình cho mình, nhưng mà mình nói thôi, đừng, không nên đem về. Đem về là coi như là mình mệt thêm. Thích lắm nhưng mà thôi, để đây đi. Tại ba mẹ vợ mình có tay trồng cho nên thôi, nên để họ trồng cho tốt hơn. Đây thêm một cây gọi là tướng quân nữa nè. Phải tướng quân ta? Mới nói không phải tướng quân mà là cây dạng tế. Đây, ổ chim đây. Này có ổ chim nè, hồi trước mình khúc mà mình thấy thì nó có trứng, mà bây giờ nó nở luôn rồi, nó bay luôn rồi. Đó, được hai cây. Cái này mà mình nhớ mấy video của mình xuống dưới Florida, trời ơi. Mình nhìn thấy quá trời vậy đó nè. Mà về đây mới thấy quý nè. Thấy cái giường không? Ngầu không? Anh chụp cho em tấm hình đi. Thôi. Đó, quá trời nè. Chụp hình hả? Ok, chụp hình đứng đây. Đeo mấy đứa nhỏ ra chụp hình nha. Lại lên cho mẹ. Thấy là có thấy cây cối là muốn chụp hình ha. Ok, để họ nữa mình xuống đằng sau mình quay thêm nha. Cái này chỉ là sơ sơ đằng trước nhà thôi nè. Một cái là khẩu, một cái là mùa đông phải đem vô gara đó, trong đó đó. Cái này là khẩu cho ông già vợ mình. Đây. Ok, chúng mình quay lại nha. Giờ mình đi chụp hình. Trời. Vợ mình nó muốn chụp hình cho nên phải chiều chuộng. Ok, bây giờ mình ra mình quay bên bên trái nha. Cái này là bên trái của nhà. Đây. Có cây tú cầu nè. Nó lạnh đây. Đây, wow, thêm cái chanh hay là cây gì nữa nè. Mình nghe ba mẹ vợ mình nói là cây này cũng không phải là cây chanh mà cây gì đó, nó chưa ra trái nên cũng không biết là cây gì nữa, nhưng mà hồi xưa mình thấy trồng nhỏ xíu mà giờ nó lớn, coi như cũng bằng hai cây trước rồi. Cây này nữa nè. Mấy cây này là tự chiết ra nha, trồng hộp. Này là giáp cá nè, không trồng mà tự động nó lên nè. Đây thêm cây chanh nữa nè. Chanh là bao la luôn. Bông hồng. Đó, cái này cái gì quên nè. Mình quên tên này. Đột ngột quá. Nó ra bông luôn chứ. Cái này là cái gì mà có bông luôn. Tướng quân. Tướng quân. Hình như nghe nói tướng quân. Đó. Bông quá trời được chứ. Cái này mình cũng không rành về cây nha. Cho nên mà mình quay mình nói sai mọi người bỏ qua nha. Này là chanh nữa nè. Đó, chanh quá trời. Này mà cái này mà đầu tư mà trồng chanh để bán chắc cũng khá. Đây. Chanh nữa đây, thấy chưa? Đó, quá trời, mấy cái cây chanh nhỏ nhỏ nè. Này là trồng từ hộp không đó nha. Đó, mấy cây này nữa, cung bưng cái gì nữa nè. Đó, quá trời. Đây, cái gì đây? Người thấy không? Rau gì đó? Rau cần cua. Wow, đã không? Bên Mỹ mà trồng có rau cần cua ăn là hết sảy nè. Cần cua mà nó mọc như cỏ vậy nè. Đây, cỏ bên này. Cần cua bên này. Đó, quá trời nữa nè. Đã ghê không? Còn đây là cây thanh long. Thanh long nó có trái nè. Wow. Nó trái nhỏ nhỏ nè. Có thêm trái nữa nè. Wow. Đã không? Thật sự thì hai trái rồi nha. Năm trước thì có 5-6 trái, còn bây giờ năm này chắc nó không có đúng mùa hay sao á. Còn đây nè. Đây là cây gọi là cây gì nè. Cây mới cây bên người ta. Cây mà người ta làm gỏi á. Đu đủ, đu đủ đúng rồi, cây đu đủ. Đó, cũng đường cây đu đủ cao quá trời nè. Nhưng mà cây đó mùa đông nó sẽ chết nếu mà không đem vô nhà.
Ok, để mình qua đây mình coi. Wow, hai chậu aloe vera. Mấy cái con quá trời luôn nè. Đây, chanh là chanh khủng nha. Mấy cái chậu này vậy chứ nếu mà bán chắc mình nghĩ cũng 30-40 đồng một cây á. Tính ra cũng mấy năm rồi đó nha, mấy năm tuổi rồi đó, trồng từ hột lên á, cũng y chang như hai cây trước cũng trồng từ hột lên, mà bây giờ nó cũng có trái rồi, cho nên mấy cái này mà đem bán cho người ta, ai mua đem về trồng thêm mấy năm nữa chắc là cũng có trái đó. Quá trời này, coi nè, nguyên một cái kệ luôn nè. Này giống như là nhìn là biết professional ha. Thêm trên này nữa nè, chanh nữa nè, không này cũng có bông luôn mà héo đây tướng quân. Đây càng cua nữa đây. Đó, rau càng cua. Cái này mình quay mình tóm tắt thôi chứ, cho nên mình quay nhanh, chứ mà nếu mà quay mà tập trung cứ mọi thứ chắc là quay lâu dài lắm đó. Đây đây nói gì đây mọi người biết không, nhìn là biết rồi ha. Việt Nam mà nhìn cái này là biết là cây lá gì rồi. Cái câu người ta nói là như là ăn lá thúi địch để ăn thịt chó đó, là cây này nè. Mình thì mình chưa bao giờ ăn ăn cái này, hình như là mình có ăn rồi, xưa mình có gì Việt Nam mình ăn rồi đó, nhưng mà bên Mỹ này thì mình chưa bao giờ ăn cái này với cái gì hết á. Tại cái món đó nghe nói chỉ ăn với món thịt chó thôi, chứ không biết là không biết món gì ăn được nữa hay không thì không biết đó. Đây chanh nữa nè, chanh lùm nữa nè. Cây này rau ăn phở nè. Thơm ghê. Trời, hết vô thơm ghê. Mấy cái này là mấy cái xe ăn phở, ăn bánh tráng cuốn. Bên này rau má nè. Bên này cần cua nữa nè. Cua quá trời. Ớt. Đó. Ok, để mình lên trên nha. Lên trên cái đồi nè, mới là khủng nè. Hàng khủng nằm trên đây nè. Đó, làm luôn cái đồi lên luôn nè. Ở đây có thêm mấy cây thiên tế con nữa nè. Thiên tế dạng tế gì đó. Nó đẻ thêm được mấy cây nữa nè. Wow đã không? Cái này mà trồng xung quanh nhà đẹp lắm nha. Con này là cây bí. Đó, sắp tới lễ ma Halloween. Thường là mấy cái cây này, mấy cái trái này là Mỹ là người ta dùng để người ta nếu mà trang trí cho ngày lễ Halloween. Đó, đây nè. Lá không mà. Đây được có mấy trái thôi. Bên đây là bạc hà nha. Đây là mùng tơi. Cũng sắp hết mùa rồi, tại giờ mùa này mùa đông vô rồi, cho nên là mùa hè ăn cũng được quá trời. Quá trời lần. Ở đây thêm nữa. Quá trời ta. Đây, ớt. Ớt. Trong này nhà bây giờ mình không có trồng ớt nhiều, trồng để đủ ăn thôi. Chứ mấy năm trước là coi như là thấy là mình có một rừng ớt. Trên đây là trên cái đồi này là nghe mà bây giờ mình nói là đồng giáng á. Đậu dán nha. Đó. Mấy cái bông ở trên đó đó, nghe nói mấy cái bông ở trên đó là nó có trái nó ra đó. Đó. Còn cái này là gì đây? Cái này cũng là bí tiếp, trái bí nè. Vàng bí.
trái bí. Ở đây cũng được hai ba trái này. Đã không? Hàng trái bí. Còn đây là rau muống. Còn đây là ăn cây rau ăn phở nữa nè. Mình quên cái tên rồi. Mình chỉ biết là rau này là ăn này. Ăn phở. Thơm phức luôn. Ngò hay sao á. Đâu, đâu bà. Đây, bí nữa nè. Bí ở đây. Ở trên đây là cây cây này là cây ổ hoa. Khổ hoa hay sao chúng ta gọi là khổ hoa, nhưng mà ổ hoa mình cứ kêu là ổ hoa, nhưng mà hình như là khổ hoa thì phải. Nghe cái tên là biết khổ rồi. Tại ăn vô đắng. Đây, được mấy dây. Được mấy dây dưới đây nè. Một dây thì phải, thấy có 1 dây rồi, 2 dây rồi. Ăn cũng nhiều lần rồi. Đó, mấy trái này mình nghĩ chắc làm giống hay gì đó. Đã không? Trái này quá trời nè. Bí nè. Một cái giường thấy không? Đó. Y chang Việt Nam thấy không? Vô đủ khác như Việt Nam đó. Ok, qua đây nha. Bên này nè. Trên này cũng là đậu gián nè. Trên đây đậu gián. Đây là ớt. Ớt quá trời nè. Trái xanh, trái đỏ luôn quá trời đây. Đậu gián đây nè. Đó, đậu gián. Đây, đậu gián đây. Mình nói đậu gián đây. Đó, trái ra quá trời. Cái này ăn mới rồi đó. Ăn nhiều lần rồi đó. Đó, bây giờ là cái này nó ra thêm nè. Đó, trên đó quá trời nè. Đó, thấy không? Trên cái rào này quá trời là đậu gián nè. Mấy cái bông trên đó là mốt là nó sẽ thành đậu hết á. Còn đây là cái lá gì vô này. Xả. Đó, mấy cây xả. Còn dưới đây á thì dưới đây là rau lan. Đó, rau lan nha. Lấy vô xào cho nước mắm nó hết sảy. À, đây mấy cây này là mấy cái cây mà đậu gián trồng vào đây. Đó, được 3 cây. 3 cây mà nó leo lên cái vàng này biết bao nhiêu. Đó, đã không? Đó. Nhìn nó đã chưa ha. Đây là rau đắng đây. Ok mọi người, hello nha. Nãy giờ mình quay mà mình cũng không quay mình. Ok. Vậy nãy giờ mình đi vòng hết nhà ba mẹ vợ mình là coi quá trời loại cây luôn ha. Y chang như ở Việt Nam luôn chứ đâu có khác gì. Qua đây mà trồng được vậy là cũng rất là công phu. Ok. Vậy thôi, video mình quay hơi dài đó nha. Có gì mình sẽ quay thêm video khác cho mọi người coi nha. Ok, thì chào mọi người, bye bye nha. Mọi người, coi nè. Mọi người nghĩ cái này là cái gì đây? Wow. Wow, cái này là rau má nha mọi người. Thơm. Thơm bức à, coi nè. Coi như là mọc, coi như là nguyên một cái nhà này luôn. Đúng không? Cái này coi như là nó mọc coi như là thành cỏ luôn rồi nè. Cái này là nhà hàng xóm nè. Nhà hàng xóm của bà mẹ vợ mình nè, coi nè. Wow. Cái này là rau má. Ôi trời, quá trời. Wow, rau má gì mà nó mọc. Cái này mà ai mà rảnh nó hái xì rau má uống hết sảy luôn. Đây là món mì Quảng của chân công người miền Trung. Các bạn này thiếu là đậu phộng. Bánh này là tự làm luôn nè. Nó sảy không?
Nó tự chán luôn. Cái này là rau, chủ là rau. Thật nhiều quá. Đó, này nè. Con gò bị vả ra mà thì cũng nhiều. Cả tiếng là biết từ quảng rồi. Là cái câu mấy bữa hả? Cái tu, tu bây giờ mình nè, tu mình nè, là giá lên. Nó nghe anh, cái này là người miền Trung ăn nào hay có trái ớt đó, cái gì nè. Trái ớt. Chứ không là giá. Trái ớt. Hay là con bự. Mình làm lễ người miền Trung cho nên là ớt rồi đối với mình là coi như là mình ăn là dư sức. 25% có thể đấu người ta được rồi đó. Bây giờ cái này bao nhiêu? 12 giờ giá. Bánh tráng nữa nè, bánh tráng này nữa mới hợp. Những đứa đi chợ mới biết được giá lên hay không, còn những đứa ở nhà thì không biết. Giống như mấy bơi. Bye. Cho xe ngồi đi à. Giờ Nick, I mean B.